Xin chào tất cả các bạn. Và sau hai chương khá là nặng về lý thuyết thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng bài tập về độ co giãn. Đây là một dạng bài tập khá là tiêu biểu ở trong chương 3 cũng như là nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi. Vậy nên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập dạng bài này thông qua hai ví dụ mình đã đề cập ở trên đây. Hai ví dụ này tiêu biểu cho hai dạng bài trong độ co giãn. Bài dạng bài tập thứ nhất đó là bài tập về co giãn khoảng ở trong ví dụ 1. Và dạng bài tập thứ hai về co giãn điểm ở trong ví dụ 2. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với dạng bài tập về co giãn khoảng. Chúng ta hãy dành một chút thời gian để đọc đề bài. Đã có giá cam tăng từ 7 lên 9 đô la 1 kg làm tăng lượng cung cam từ 4.000 lên 6.000 tấn. Và theo cách tính co giãn khoảng thì ở đây trong đề bài người ta đã xác định luôn cái dạng bài tập cho chúng ta, đấy là bài tập co giãn khoảng. Và trước khi đến với dạng bài tập này, chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút lý thuyết của phần bài tập co giãn này. Mình đã trích ở đây công thức tính độ co giãn khoảng và công thức tính độ co giãn điểm. Ở ví dụ thứ nhất, cách tính co giãn khoảng, chúng ta sẽ áp dụng với công thức tính độ co giãn khoảng. Ở đây công thức tính độ co giãn chính là bằng E, sẽ bằng ở trên tử chính là sự thay đổi của sản lượng và ở dưới mẫu chính là sự thay đổi của giá. Và sau khi rút gọn công thức, chúng ta có thể nhớ ngắn gọn công thức đấy là Q2 trừ Q1 trên Q2 cộng Q1 nhân với P2 cộng B1 trên B2 trừ B1. Và đây là công thức mà mọi người bắt buộc phải nhớ. Vậy cho nên là nếu mà mọi người không thể nhớ một cái công thức dài như này thì mọi người sẽ nhớ đấy là sự thay đổi của sản lượng trên sự thay đổi của giá. Và với chúng ta có các giá trị của độ co giãn, đấy là nếu mà giá trị độ co giãn mà lớn hơn 1, tức là cung sẽ co giãn, giá trị của độ co giãn bằng 1 thì là cung co giãn đơn vị. Nhỏ hơn 1, tức là cung không co giãn, bằng 0, tức là hoàn toàn không co giãn, và bằng vô cực, có nghĩa là hoàn toàn co giãn. Vậy thì dạng bài tập này khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần áp dụng công thức vào là chúng ta có thể tìm ra đáp án. Ở đây thì mình sẽ áp dụng công thức. Đầu tiên chúng ta sẽ viết lại công thức. Mình sẽ sử dụng công thức này. Q2 trừ Q1 trên Q2 cộng Q1 nhân P2 cộng B1 trên P2 trừ B1. Ở đây Q2 chúng ta xác định đấy là lượng cung thay đổi, nó là 6.000. Lượng cung ban đầu là 4.000 trên 6.000 cộng 4.000. Giá lúc sau P2 có nghĩa là 9 và giá ban đầu B1 có nghĩa là 7. 9 cộng 7 trên 9 trừ 7. Đến đây thì mọi người sẽ ấn máy tính. Và chúng ta được đáp án là 1,6. Và sau khi ra đáp án em 1,6, chúng ta thấy là 1,6 sẽ lớn hơn 1. Và đối chiếu với trường hợp bên này, giá trị tuyệt đối của E lớn hơn 1, tức là cung co giãn. Và đối chiếu 4 đáp án, chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Ở đây chúng ta chỉ có một cái, và ở đây chúng ta có một cái hơi sai. Và ở đây thì chúng ta có một chút cái cần phải cẩn thận, đấy là chúng ta cần phải đọc kỹ đáp án A và B, bởi vì cả hai đáp án A và B đều là co giãn. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần chú ý đề bài như là lượng cung. Vì thế chúng ta cần chọn đáp án là cung về cam là co giãn. Nếu đề bài chỗ này là lượng cầu thì chúng ta sẽ chọn đáp án A, cầu về cam là co giãn. Vậy thì ở ví dụ thứ nhất chúng ta đã được ôn về công thức tính về độ co. Ở ví dụ thứ nhất chúng ta đã được ôn tập về công thức tính độ co giãn khoảng. Và ở ví dụ thứ hai chúng ta sẽ cùng ôn tập lại dạng bài tập thứ hai, đó là công thức tính độ co giãn điểm. Chúng ta đọc đề bài của ví dụ thứ hai. Đường cầu và cung về hàng hóa A là chúng ta sẽ có phương trình về đường cầu và phương trình về đường cung. Và yêu cầu tính co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Và khi đề bài chúng ta đã xác định ở đây là co giãn tại điểm cân bằng, thì điểm cân bằng ở đây tức là chúng ta cần phải theo công thức của dạng bài co giãn điểm. Và ở công thức dạng bài co giãn điểm nó sẽ khác một chút so với công thức co giãn khoảng. Đấy là công thức co giãn điểm, chúng ta sẽ bằng
là đạo hàm của sản lượng theo giá nhân với giá chia cho sản lượng. Hay là ở đây chúng ta sẽ có đây phương trình là giá theo sản lượng, thì chúng ta cũng có thể viết theo công thức đấy là bằng 1 trên đạo hàm của giá theo sản lượng nhân với P trên Q. Và với dạng bài này, bước đầu tiên chúng ta cần phải tìm điểm cân bằng. Bước 1, tìm điểm cân bằng. Và dạng bài tìm điểm cân bằng này chúng ta đã được ôn tập ở trong video chương 2. Mọi người có thể tìm lại các video cũ để có thể xem nếu mà mọi người đã quên. Thì chúng ta để tìm điểm cân bằng, chúng ta sẽ cho PD bằng PS. Và chúng ta sẽ giải phương trình này. Và sau khi chúng ta tìm ra 65, à chỗ này phải là Q bằng 50. Và chúng ta tìm ra Q bằng 50, chúng ta sẽ thay vào tìm P. P sẽ bằng 65 trừ 0,5 nhân 50. 65 trừ 25 bằng 4. Ở đây chúng ta sẽ có tương đương. Tương đương Q bằng 50. Và thay vào P, ta sẽ có P bằng, chúng ta có thể thay P ở phương trình này hoặc thay P ở phương trình này đều như nhau. Ở đây thì mình sẽ thay vào phương trình thứ nhất, 65 trừ 0,5 nhân 50 sẽ bằng 65 trừ 25 và bằng 40. Tức là chúng ta sẽ có P bằng 40 và Q bằng 50. Bước tiếp theo, chúng ta cần áp dụng công thức tính độ co giãn điểm. Bước 2, tính độ co giãn điểm. Ở đây đề bài cho phương trình của giá theo sản lượng nên mình sẽ dùng công thức thứ hai. Em sẽ bằng 1 trên đạo hàm của giá theo sản lượng nhân P trên Q. Và hàm này chính là hàm giá theo sản lượng của cầu. Tức là 1 trên 65 trừ 0,5 Q. Đây là hàm chúng ta cần đạo hàm. P là 40. À, từ từ đến đây mình sẽ chưa thay vội nhé. Mình sẽ cứ viết hết ra P trên Q. Và sau khi đạo hàm chúng ta sẽ có là 1 trên trừ 0,5 nhân P lúc này mình sẽ thay là 40 và Q lúc này mình sẽ thay bằng 50. Và mọi người sẽ tính ra đáp án trừ 1 trên 0,5 nhân 40 trên 50. Đáp án sẽ là trừ 1,6. Và chúng ta sẽ chọn đáp án B. Vậy thì mấu chốt của hai dạng bài này chính là chúng ta cần phân biệt lúc nào sẽ nên sử dụng công thức co giãn khoảng và lúc nào sẽ nên sử dụng công thức co giãn điểm. Và sau video này thì mình mong là các bạn đã có thể làm thuần thục cái dạng bài này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.